Bên đây là câu chuyện sau 50 năm chung sống thì người mẹ phải xa cách chồng vì cách biệt âm dương. Người mẹ muốn lưu giữ hình ảnh của người cha trong bức ảnh. Người con dâu không hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng mẹ già lận thần, cứ nhớ về người cha già đã quá cố. Người con trai đã sử dụng bức chân dung để tạo thành tượng gỗ lưu giữ hình ảnh người cha già trong gia đình. Từ một khúc gỗ thô sơ qua bàn tay của người nghệ nhân đã tạo nên một hình tượng chứa đựng thần thái của con người. Người con trai thật hiếu thảo và tài năng đã gửi gắm tình cảm của mình vào bức tượng gỗ người cha già.